Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay dẫn cả nhà xuống ngã ba Đa Phước đi ăn chín huy cháo lòng cả nhà. Chín huy cháo lòng hủ tiếu. Đó. Tiệm hủ tiếu này từ cái trên Sài Gòn về vừa qua ngã ba Đa Phước. Qua khoảng 100m là tiệm cháo lòng chín huy này nằm bên tay trái. Đó là giò heo anh. Giờ ở đây là lòng đã sắt ra hết rồi nè. Chắc mình đi hơi bị trễ à. Hơi bị trễ. Ôi giò chiên công nhận ngon thiệt. Giò chiên. Đây là tim. Tim. Phèo. Lưỡi và cuốn họng cả nhà. Cái này là chị bán hủ tiếu còn mình ăn cháo đi. Ăn cháo đi. Mời mời cả nhà vô cả nhà. Ủa chị bán cháo mình bán lâu chưa chị? Chị bán lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? 5 năm. 5 năm. Mình bán bao nhiêu một phần chị ha? Chị bán 25 phần một phần, còn đem đi vẫn thu giữ này nè. Dạ mình bán mấy giờ chị? 4 giờ sáng có rồi. Dạ cái đó dồi nhà mình làm hả chị? Dạ. Thấy hấp dẫn quá. Bây giờ chị cho em 2 tô cháo với một dĩa lòng đi. Dạ. Cái nhà giá tươi quá, chị không có đem ra nhiều. Dạ. Ý là bán bao nhiêu là đem bao nhiêu thôi. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi, trời nắng này để mình còn héo nữa nói chi đâu. Dạ. Xong chị làm cho em một dĩa lòng. Giờ thấy mềm quá. Cái này tự mình nhồi mà tự mình nấy luôn hả chị ha? Dạ. Như thường thường như 2 tô cháo với một dĩa vậy là bao nhiêu tiền chị ha? Tùy theo khách ăn. À. Ăn nhiêu thì chị làm nhiêu. Dạ. Muốn... giờ chị làm cho 2 người ăn thôi nha. Dạ. 2 người ăn thôi, đừng làm 8 người được. 2 người ăn. Cái đó là lưỡi hả chị? Lưỡi. Tim. Lưỡi tim. Cái là thịt hả? Thịt gì? Thịt mặt dây mình nó cũng heo. À. Thịt này là ngon nhất. Phải không? Cho em vài miếng nữa đi. Cuốn họng. Dạ. Không. Bạn có hậu không? À, ăn cho em 2 miếng thôi. Ấy cuốn họng giòn nha. Dạ, cuốn họng giòn đấy. Giòn thì nó ngon. Cho em 3 miếng thôi. Có mình em ăn là ảnh không biết ăn cuốn họng. Thôi được rồi, được rồi. Đại sắc đại đi. Dạ. Muốn bán nhiều bán. Muốn bán nhiều bán. Cái phần giá là giá 25 ngàn tô đúng không? Dạ. Đúng rồi, giá 25 ngàn tô nhưng mà mình mua thêm, muốn mua như mình mua chứ. Ờ, thì muốn mua thì làm gì thì nó hơi cao hơn trong cái tô. Dạ, cho chút nữa trụng cho em miếng ốc hầm luôn. Dạ. Rồi như mình bán 2 tô cháo không với lòng vậy á là bao nhiêu chị ha? 2 tô này là lấy 70 ngàn. Dạ. Sáng đông lắm. Sáng hả chị? Sáng chị ăn nằm. Dạ. Cháo ít thôi chị ơi. Dạ, chủ yếu ăn thịt thôi. Rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Cô cháo này giống như cháo gạo gan quá thôi. Dạ. Kinh nghiệm phải không? Kinh nghiệm ăn cháo phải không? Nhìn là biết liền phải không? Dạ. À em nãy là dâu hả? Rồi rồi rồi. Chắc sáng thì có ông xã, có con trai nữa. Dạ, 4 người. Dạ. Dạ. Cho. Dạ. Ủa, được một dỗ rau nữa đó hả chị? Dạ. Chứ sáng thì làm nhiều ổ rau. À. Dạ. Ủa chị, mình có cái địa chỉ mình giờ mình nói sao người ta biết đường xuống đây người ta ăn chị? Chị địa chỉ ở bên xưởng 243A. À, quốc lộ 50. Dạ, cái gì nữa? Đối diện với quán lẩu Xanh Đôi. À, đối diện quán lẩu Xanh Đôi. À, dạ, dạ. Gần với ngã ba Đa Phước ạ. Dạ. Ngã ba Nghĩa Trang Đa Phước ạ. Dạ, đây là mình Đa Phước luôn phải không chị? À, đa xã Đa Phước. Dạ, dạ, dạ. Còn chút xíu nữa tới ngã ba rồi. Dạ. Chắc 100m nữa tới ngã ba hả chị ha? Dạ. Còn chắc đứng chăm ngoài. Dạ, 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 cảm ơn chị. Em làm nước chấm. Ở đây là... vì cái này là mình ăn với cái này phải không chị? Dạ, để cho mình ăn cái lòng. Dạ. Cái này xả ngâm hả? Dạ. Chấm. Dạ. Chấm, chấm mùi nhà làm thôi chứ không. À, chấm nhà mình làm luôn hả? Dạ. Dạ. Yeah.
đây vô tình thấy cái quán cháo của Chính Huy này á cả nhà, bán thấy treo đồ hấp dẫn lắm. Hôm nay mình ghé mà hai chồng mình ăn hai tô cháo, và trong đây là có dồi, dồi chỉ làm ở nhà sao mà mình thấy mềm lắm, chút mình ăn thử rồi cả nhà. Đây là gốc hành và cuốn họng, đây là tim và lưỡi, phèo phèo thấy ngon à. Đặc biệt cái gỗ gao siêu ngon. Đặc biệt là nguyên một cái gỗ gao. Dĩa gao. À dĩa gao, trời anh nói rõ em nói theo luôn. Thấy hấp dẫn quá ha. Mời cả nhà ăn cháo lòng Chính Huy cả nhà. Mời cả nhà ăn cháo lòng với vợ chồng mình nha. Cháo lòng Chính Huy. Chính hiệu quá chứ. Chính Huy là chính hiệu. Ủa cái vỗ rau, ủa cái dĩa rau. À địa chỉ nó để lấy địa chỉ bên đường kìa. Thì đó. Địa chỉ 100 cái gì? Ông 3D14 /400 xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, lẩu sinh đôi đó vậy. Vừa sinh đôi. Trên Sài Gòn về vừa qua ngã ba Đa Phước khoảng 100m nằm bên trái. Đối diện với quán lẩu dê sinh đôi. Lẩu trong không có dê. Lẩu sinh đôi. Mới sao Sài Gòn đi đâu gặp lẩu dê chứ mình cứ kêu lẩu dê. Không, hôm nay bữa tại vì em ăn hủ tiếu dê không được ăn nên nhịn ám ảnh dê. Thèm dê vậy. Bữa nào cho đi dê, đi ăn dê một bữa. Bữa nào đi dê một bữa. Tiêu. Ủa tiêu hả? Có, chắc chắn có hủ tiêu. Không. Hay là tôi chắc chắn có hủ ớt. Có hủ ớt em bỏ rồi đó. Anh ăn ớt nữa không? Ớt. Anh ớt đây, hủ ớt siêu đẹp nè. Đây, này cả nhà. Dễ thương không? Đây nãy bỏ hàng một muỗng rồi đó. Chơi hết hũ luôn đi. Chanh, chanh. Chanh, chanh. Cháo rồi ăn cái gì cũng phải có chanh. Chanh chua chát. Ủa? Chanh chua chát đắng luôn. Đắng là cái gì? Vỏ. À. Quán bán mấy giờ tới bây giờ em? 4 giờ rưỡi khuya cho tới 3 giờ chiều. Cái gì? 4 rưỡi khuya á. Đó là miếng phèo nữa ha. Ngon lắm cả nhà, bóng lộng luôn. Đây là cháo Chính Huy cả nhà. Chính Huy là chính hiệu. Gạo là gạo gan. Ăn xả này ngon quá. Trời ơi, cháo ăn nó chục dùng mình. Dùng... Trời ơi, cái tô cháo chồng mình nó đỏ như là ớt cái, vậy á. Dùng của mình á là đa số là cháo lúc nào có xả chứ nó mày mấy cho khác mình không nhớ, không biết, không nhớ. Ngon quá. Trời, bà chủ quán cho một dĩa rau này, hai chồng bỏ bịch đem về ăn ngày nữa chưa hết. Ồ, giá này ăn mát lắm em. Ngon quá, giòn. Chấm vô đây mình kẹp vô miếng xả. Không nhìn không thấy cả nhà. Ừ, không nhìn không thấy. Bà nói địa chỉ này ông nội tôi hiểu. Dòm mà thấy cả nhà, còn không dòm là không thấy cả nhà. Nhìn kỹ mới thấy mà em lộn.
Ồ, dạo này chỉ đường mới nhận dễ hiểu ghê luôn. Nhìn kỹ mới thấy cả nhà, mình nói lộn. Nói chung là vừa qua ngã ba Đa Phước 300m là tới cái tiệm Chính Huy Cháo Lòng. Làm tới trái. Tới chút nữa là cây xăng bên tay phải đó, là chính giữa đường. Cái quán Sinh Đâu này nè, chưa chắc gì đi ngang nhìn biết nữa. Đúng rồi. Nhưng mà Chính Huy giờ anh chắc thấy. Chính Huy, cái quán Chính Huy Cháo Lòng là cả nhà nhìn thấy liền. Bự lắm, cái bảng cũng được. Bảng siêu to. Chính Huy Cháo Lòng hủ tiếu. Cháo Lòng bán được cái nào? Cay dữ kìa. Cay mới ngon. Này cuốn họng. Chồng mình không biết cuốn họng. Cuốn họng nó ăn yếu, nó ăn mới ngon. Còn ăn tốt như tôi nè, ăn không có ngon. Dạ biết rồi, khó khe. Anh ăn cái đó được á. Biết gì không? Gan. Lưỡi. Lưỡi. Bạn thích nói quá. Thôi ăn ngắm xe đã ha. 4:30 sáng bán. Trời, sớm ha. Ở đây đường quốc lộ cái nhà xe chạy đi nhiều lắm nên nó hơi bị ồn quá nha. Quốc lộ luôn chứ. Ừ. Quốc lộ 50 mà. Quốc lộ 50 á. Cho muốn nước đi. Mình đổ. Mình nhẹ nhàng. Mà vừa nóng mà vừa cay nữa. Cay quá. Anh bị bỏ ớt hay quá hết à? Không biết nữa hả? Ngon quá cả nhà. Nước có chả chua nè. Ngon cực kỳ luôn. Chua chua. Thơm thơm. Đúng hành ta bỏ nhiều ta. Ừ. Nói chung là mình thì gốc hành vẫn ăn, ít ăn lắm nè. Cái miệng nó bị gì á, ba hồi thèm ăn cố sát luôn. Thèm nào là quốc tới bến luôn, có bữa thì ăn không được. Mà chính là cái món mình thì bữa trước ăn nhiều luôn. Hôm nay ăn thịt quá trời luôn nè. Thôi, tôi ngồi tôi ăn rồi đi ăn sao lại bà. Mọi người ăn đi ăn. Cái đụng kèo đụng bữa hoài ta. Có lo ăn cháo thì ngon ha. Không ăn cháo này cũng ngon lắm nha. Vừa ăn. Rất là vừa ăn. Tại vì vợ chồng mình cái tiếc cái là biết không. Vợ chồng đi trễ quá. Trễ. Nếu mà ăn Cháo Lòng này khoảng chừng 6-7 giờ được bạn. Là cả nhà cái ăn được rồi. Thứ nhất là nó đông khách. Có chỗ mà mình ngồi ăn dám vui. Thứ hai nữa là đồ ăn nó ngon. Đồ ăn ăn nhiều. Vậy đó sao bây giờ không có chỗ ngồi luôn á. Rồi tha hồ lựa chọn. Tha hồ mình lựa chọn. Lựa gì? Nửa món hả? Đó. Ai nổi ăn đây ghé ăn thử Cháo Lòng buổi sáng đi. Có mệt mỏi á. Nhất là mấy anh chàng nhậu. Nhậu tỉnh nhau. Gần đây nè cả nhà ai mà nhậu tỉnh rồi. Cháo nó kỳ hút cho cháu là tỉnh liền. 1 phút 30 giây tỉnh liền. Rồi xong làm thêm 1 lít nữa nữa được. Chắc chưa nè em đi em ăn mà em còn tỉnh luôn. Cái ớt đây cay dữ vậy trời. Ớt cay quá không? Cay quá. Cay quá, quá cay. Ăn sức cạn mồ hôi luôn cả nhà. Tại hai chồng đi dắt này còn 1-12 giờ rồi.
thì tranh thủ mình ăn xong rồi mình chịu ra clip kịp chứ đang ngủ trễ. Ai mà cảm cảm ăn kiểu này vô là tỉnh luôn á. Nóng vừa cay. Phèo ngon cả nhà, phèo trắng tươi à. Nó cay quá làm sao ăn. Giờ này em ăn tô cháo vừa tỉnh luôn. Nóng vừa cay. Tôi chưa ăn cháo mệt rồi. Cay quá rồi, cay cay ghê luôn á. Anh bỏ đớp quá mà. Cháo này ngon quá nha. Cái phèo á rất là ngon. Không đắng mà béo ngon lắm cả nhà. Không đắng hả? Không đắng. Mà nó không có hôi mùi heo nữa cả nhà. Làm rất ngon. Đặc biệt anh thích ăn chè phèo đắng. Ở đây chỉ bán là 25.000 một tô. Mà ai muốn chưa dĩa ăn riêng nó thì kêu cả nhà. Nói chung là cái giá là giá 25, nhưng mà ăn như mua nhiêu mà ví dụ như nó hết tiền nó vô ăn được cháo 10.000 đâu, 15.000 đắng mát vậy không thật. Quyết cháu quyết cháu không cháu quyết á dám luôn hết chứ cả nhà. Cầm 25.000 ăn tô cháo để giải cảm được cả nhà, khỏi nấu cháo gì cực khổ mệt mỏi. Cầm 25.000 uống tô cháo cái thì làm khỏe không. Xã Đa Phước này cả nhà ghé ăn cháo chín huy, cháo lòng, hủ tiếu. Không chỉ bán lòng rất là ngon, không có hôi gì hết đó cả nhà, mà ngon. Còn cháo cô nói chị nấu bằng cháo gạo rang rất ngon. Chị bán từ 4:30 khuya cho tới 3:00 chiều cả nhà. Giá là từ 25.000 một tô, còn hủ tiếu chắc cũng vậy luôn cả nhà. Chị hủ tiếu bán nhiêu tô chị? Đã đồng giá hay sao? Cháu lòng thì 25, còn hủ tiếu thì 30. 30 là đồng giá hay là sao? À, có đặc biệt gì không? Hủ tiếu á? Hủ tiếu thì bán bình thường là 30, còn 25 là đặc biệt quá. Hủ tiếu 35. Dạ. Có nghĩa là cháu lòng 25.000. Hủ tiếu nói chung là chị bán như đồng giá luôn, ở nhà ơi là 30. Còn ở như cả nhà muốn ăn thêm, kêu thêm cái gì đó thì tính thêm. Nó giống như là cháo thôi. Dạ. Là cũng bán cùng 1 giờ luôn cả nhà. Sáng 4:30, chiều khoảng tầm 3 giờ là hết. Đó thì cả nhà có dịp đi về hướng quốc lộ 50 từ Sài Gòn về. Vừa qua ngã tư Đa Phước khoảng 100m là cái tiệm Chín Huy cháo lòng hủ tiếu nằm bên trái. Đối diện bên đó là Lẩu Sinh Đôi. Thì cả nhà ghé ăn ủng hộ cho chị luôn. Chị bán rất là ngon. Bán ngon, lòng ngon cả nhà. Ớt rất là cay. Xinh miệng luôn. Thôi clip mình kết thúc đây cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báo xem hết clip này. Cả nhà đừng quên đăng ký, chia sẻ, ủng hộ cho kênh Quán Di Hè để mình có động lực làm những clip tiếp theo. Bye bye.